Rồi, chào anh em ha. Sáng nay làm cái biết nhận định thị trường đầu ngày cho mọi người. Chúng ta nhìn BTC. BTC 4 giờ nó đã chính thức nó lao ra vượt ra khỏi Sony R và hiện nó đang nằm trong cái cụm Sony R với EMA 200 và phải ở vùng này á nó vẫn không có ổn. Nó phải phá EMA 200 trên an toàn. Lần trước nó cũng lao luôn như vậy và nó lại điều chỉnh về. Đây. Cái này ở đây kiên nhẫn phan đang đánh và thiên về xu hướng bay nó tốt hơn, cứ canh xuống những cái vùng 89 bay lên và vùng này đợi nó rất cao nó quay nó táp bay lên à. Nếu nó lên thì nó đi theo nó đến cái đỉnh cũ chỗ này đây bốn 2.900 khoảng 43.000 ấy nó đang chinh phục cái đà lên cái đỉnh vùng đỉnh này hoặc là cái đỉnh trước đây trên này nữa nè, nó có một cái nền giá đó. Nếu mà chúng ta đo theo cái mô hình cờ các bạn sẽ dễ nhận diện ra lắm, mô hình cờ à, và trên C thì trên V đây thì nó sẽ lên đến 43.700 là để xem vùng nào à, 43.700 là vùng nền giá này, là vùng nền giá này đó à, cho nên hôm nay đánh thì cũng dễ không đến nỗi khó. Hôm nay là các bạn tận dụng các bạn xuống toàn bay lên à, đặc biệt EKH nó rất là đẹp, EKH rất đẹp là bởi vì bây giờ dưới nó là một cái cụm 6R hỗ trợ cho nên nó sẽ đi theo cái mô hình M à, V kép mô hình V kép sẽ vô lên cùng EMA màu trắng này là được 4 giờ vào vùng EMA trắng này nó sẽ là cái vùng mà cản mạnh chính là cái vùng cây vàng à, chưa trên này mới là cây vàng, trên này mới là cây vàng. Bây giờ nó đang lên cái chuẩn bị lên vùng 236, chuẩn bị lên cái vùng 236, 236 là cái vùng là cái râu này nữa các bạn à. Đó là râu này, ở đây là cái cụm cho nó R 89 và 200 đầu lại và đây là nền giá, khả năng cái nền giá này dễ phá lắm, có thể nó lên tới đây luôn các bạn, có thể lên 24 mấy luôn à. PRB chúng ta không lên sale nữa, hôm qua cho các bạn là hôm hôm trước cho sale đây xuống tới đây xong một kỳ vọng rớt vào đây nhưng mà hôm qua cái không ổn ba anh em cắt rồi, cắt xong đêm qua bay lên ừ, hôm nay chúng ta canh không cần canh nhiều đâu các bạn, canh cái cắt PRB canh xuống bay lên BGC cũng như vậy, ba con nó hoàn tụ cho hôm nay và ngày mai kiếm tiền đấy ha. À, định thị trường sơ qua như vậy à, bữa nay là ngày 28 chúng ta còn tháng 1 thì có 31 ngày, chúng ta còn 3 ngày nữa để đăng ký vào cái channel thi giải à, giải đây. Hiện cái channel thi giải này á, hiện cái channel thi giải này còn có mem cũ trong đó nữa, mem cũ ra tháng 12 á, do đến ngày ngày 7 tháng 2 mới hết cái chương trình tham gia thi giải tháng 12 và ngày 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 1 tháng 2 thì bắt đầu chương trình tham gia tháng 10, tháng 2 cho nên từ ngày 1 tháng 2 trở đi mình sẽ lọc lại mem trong này ha. Các mem mà không có đăng ký vào tháng 2 thì mình sẽ mời ra ngoài vậy thôi ha. Và ngày 7 tháng 2 thì chúng ta sẽ công bố về cái chương trình phát thưởng tháng tháng 12 ok ha. Rồi. Đây là chuyên đoàn tham gia thi giải. Là một lát cái clip này cũng sẽ được up lên cái channel này và sắp tới những cái nhận định từ từ sau từ từ tháng 2 cho đi những cái nhận định về trường hàng ngày mình sẽ up lên cái channel thi giải, còn bên channel Marine á thì mình sẽ up những cái hình nhận định cho các bạn đây ha ba đây.